Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, trưởng Ban tổ chức lễ hội Du lịch gốc Đà Nẵng 2022 cùng thành viên Ban tổ chức địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan có buổi kiểm tra thực tế và học đà soát công tác tổ chức lễ hội. Tại sân gốc BRG Đà Nẵng Gốc Resort thuộc quận Quảng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã được nghe đại diện sân gốc BRG giới thiệu trình bày về sơ đồ tổ chức lễ hội du lịch gốc Đà Nẵng 2022, công tác đảm bảo an ninh an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Theo đó, với việc đẩy mạnh công tác truyền thông, lễ hội kỳ vọng sẽ thu hút được khoảng 2.000 khán giả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã kiểm tra thực tế tại sân gốc, nơi các vận động viên tham gia thi đấu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, và khu vực dành cho cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp tại lễ hội. Sở du lịch thành phố cho biết, sau khi họp báo, công tác truyền thông được triển khai nhận được sự quan tâm của người yêu gốc trong và ngoài nước. Theo cập nhật của Asian Tour, tính đến nay có 39 trên 120 gốc phơ quốc tế đăng ký tham gia giải đấu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Quốc Sơn nhấn mạnh, Lễ hội du lịch gốc Đà Nẵng 2022 không chỉ quảng bá cho hoạt động du lịch của Đà Nẵng, mà còn giúp cho ngành thể dục thể thao có sân chơi mới, vận động viên trong nước có cơ hội được cọ sát với vận động viên quốc tế. Vì vậy, Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để sự kiện diễn ra thành công.